Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Thanh niên bị nhốt 13 năm dưới địa ngục. Trở về tập 153 lấy phone bộ nằm dưới phòng mô tả nhé. Thì bố ý cẩn thận, đây là hồn thú do biến do tà của tu anh đạo quốc nuôi dưỡng. Tiêu Huyền Huyền người đi đâu? Đi đánh nhau, ngứa tay mấy lâu này rồi. À đi đi, đừng đỡ bản thân bị thương. Tí đất phương đều là hàng tiếp rượu. Mấy phút sau, chơi sầu chuẩn bị cả nửa tháng mà kết quả chốc lát lại xong việc rồi. Đây chính là sạc điện 2 tiếng mà gọi điện trong 3 phút trong truyền thuyết đi sầu. Còn nữa, mấy người làm cái kiểu gì vậy? Mang đi dám đến tận nhà bắt nạt. Con chỉ có một nửa, phế vào một nửa. Nơi như đổi lại là cái đám người thành làm đạo trưởng đã đổ sát 300 dặm lấy mốt tích trị sinh long rồi. Hiện giờ tình hình môi trường quốc tế khác nhau. Chúng ta phải thiết lập hình tượng ôn hòa. Có thể biết được tình hình của Tiểu Huyền Huyền, lần này ra ngoài cũng tính là không uổng phí. Có điều đại khái sau này cô ấy sẽ ở mãi ở trong tiểu địa phủ nhỉ. Trong 3 ngày điện tử rời đi, tốc độ nghiên khí tiểu địa phủ lại làn ra lại tăng lên rồi. Dường như có một người đang thăm vào phòng cấm, có thể chịu đựng được nghiên khí xích bực kích bao nhiêu. Tăng dần dần từng chút độ, tốc độ nghiên khí lại lan tỏa. Lão thần vẫn còn quay về quan sát nghiên khí lan rộng. Một khi địa phủ tích trữ quá nhiều nghiên khí sẽ ra tay khởi thông. Nếu nhiên tử tiên tử có việc thì cứ gọi thẳng lão thần là được. Cảm ơn. Không cần đâu. Sư đệ đang ở bên trong đó sao? Có thể nghe được không? Ta đang ở đây đợi đệ ra ngoài. Bất kể là 10 năm hay là 20 năm, đợi đệ ra ngoài. Chúng ta đi đâu cũng không chia xa nữa. Sau đó là một đoạn không quá quan trọng. Thời gian thấm thoát thôi được. Thời gian vội vàng trôi qua, sau đại chiến trên biển lại qua thêm 2 năm nữa. Thầy ngôn tới đại trưởng à, Phi Tiên Ngữ đã từ chối hành động lần này, nhưng mà cô ấy gửi cho ngài một bức thư. Cái gì? Nhanh đưa tôi xem. Tiểu Hiền Hiền đã nhốt mình ở trong tiểu địa phủ này mấy năm rồi. Mình còn muốn mượn cơ hội này để cho con bé ra ngoài giải tỏa. Bức thư này của con bé nhất định là cái kiểu mà thư tiệt bút rồi. Nguy hiểm quá. Từ từ xe. Có bên mà trời, có bên cũng cần phải ngủ một lát. Thật sự đánh không nổi nữa thì hãy tới gọi con có được không? Người làm sư phụ quả nhiên không bằng làm sư đệ. Con gái nuôi cái gì chứ, chồng quỳ cũng phải gả đi. Có điều có thể gửi tới bức thư này chứng tỏ con bé đã ra ngoài rồi. Nếu như con bé đã cảm thấy cảnh dữ ở tiêu phủ có thể vui vẻ hơn, thì người làm sư phụ cũng không thể miễn cưỡng con bé làm cái gì. Sư phụ thực sự là con vẫn chưa chết, chắc sâu là con thoát được rồi. Chấp sâu lại thêm 10 năm sau đại chiến tu sĩ đại hòa, anh đạo dưới 18 tầng địa phủ. Tờ gió ngộ đạo lần này của ngươi vừa đẹp. Đi ly phòng cấm gần như đã giải cấm hoàn toàn. Chúng ta có thể ra ngoài rồi. Thật sao? Có lẽ mình bà thì nhờ chú ý ta thấy đang giải địa phòng, đi lên phòng cấm. Mấy năm này cô ta ở bên ngoài giúp khơi thông linh khí. Chính là vì như vậy chúng ta mới có cách rời khỏi đây sớm hơn. Trước đây ta từng nói với người, vô linh kiếm và trận nhãn của tạm nguyên phòng tiên đại trận. Sau đó thì nó bắn ra trận bạc, nguyên khí vẫn chưa kịp bùng nổ. Ngươi còn phải lập tức dùng nó các tiền tinh xung quanh. Khi đó chúng ta có thể kịp thời xông ra khỏi đây.
Bị nhốt trong này đúng 13 năm, cuối cùng đã có thể nhìn thấy lại mặt trời rồi. Cũng không biết là sư phụ bố mẹ sống thế nào. Con có sư tỷ hồi đó thì ấy đã chủ động ôm mình để sau khi ra ngoài. Mình nhất định phải có trách nhiệm với tỷ ấy, bảo vệ lẫn nhau cùng nhau tu hành. Trôi qua 13 năm, tiên khí lại bùng nổ lần nữa. Lẽ nào đây là phi kiếm nằm đó của vương tiên sĩ đòi lại? Tuy đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chỉ chút nữa thì bị sóng nguyên khí đập lên liệt tiên mình. Nhưng dạ vâng, động tĩnh lớn như thế này sẽ không gây ra chấn động tiêu đời phủ đi chứ? À không đâu, nhưng mà ta tiêu hao quá nhiều linh khí, tạm thời mới quay về kiếm nghi rồi. Những chuyện khác thì cũng không cần vài người nữa, giao cho tiên nhân trấn thủ nơi này đi. Lão thần tham kiếm Vân Điện Hạ, Vương Thăng nghị sĩ. Đàn chị hình như sư tỷ em không ở đây. Chị có biết cô ấy đang ở đâu không? Mấy hôm trước tiêu địa phủ không ổn định, lão thân sợ cô ấy bị thương, liền tìm lý do đuổi cô ấy đi rồi. Hiện giờ cô ấy đang đợi ở trong địa ẩn tông. Nghị sĩ không cần lo. Đúng rồi, Giao Văn Tiên Tử từng nói, đàn chị chỉ cần không ngừng tu hành thì mấy trăm năm sau chỉ có thể thoát khỏi cục diện hồn phách bị áp chế như lúc này. Đa tạ nghị sĩ đã quan tâm. Đi qua cánh cửa nơi này, nghị sĩ có thể trở về dương gian. Đàn chị bảo trọng, có việc gì thì cứ bảo đi ẩn tông tới tìm em. 13 năm rồi, 13 năm đó, cuối cùng mình cũng đã ra ngoài rồi. Còn người trông về vì nhau thì mới biết trái tim này nóng lạnh. Còn người trùng phùng mới biết nỗi chua xót của biệt ly. Giữa trời đất, trên vách núi, chỉ còn lại nhau. Tư tỷ hồi vã nhá, gặp ma rồi. Hộ khách của vương đạp trướng tự trong địa phủ xông ra rồi. Màu cầm bộ chú tới đây chuẩn bị thu quỷ, đừng có làm hại vương đạp trướng nghe. Hẹn tầm mấy cái gì vậy? Sống mà. Nay là cái người sống vừa đạo trưởng còn sống kia. Hả? Có thiệt không? Trời né tôi ra. Vì thật sự là phi ngữ, anh ấy vẫn còn sống nè. Vì phi ngữ anh nói gì thì chứ. Người lương thiện ác sẽ có trời che chở, vậy thì con phi ngữ vẫn còn sống nè. Con sống, vẫn nóng. Sư tì à, đi đã trở về rồi. Bởi vì ngữ chưa chết, tin này là tin hót nghe. Sao có thể chứ, rõ ràng là tin giá mà. Anh phàm vì ngữ bơ tơ ếch có phải không? Màu, dòng bản thần phong ấn địa linh phong cấm lại kiềm đàn cảnh, sao có thể chịu nổi? Theo dõi tin tức về sau, không phải là không được hay sao chứ? Hỏi tố điều tra xem sao. Cái gì phi ngữ chưa chết ư? Chắc chắn là cậu ấy sao? Đúng vậy, tin địa ẩn tổng vừa gửi tới đã xác nhận. Bất ngôn đạo trưởng đang chấp hành nhiệm vụ, vị trí hiện tại bị nhiều tín hiệu mạnh, tìm cơ hội báo tiền cho anh ta. Rõ, phi ngữ vẫn còn sống. Vậy thì tốt rồi. Hiện trường ghi hình chương trình lắng nghe âm thanh tu hành của những đại truyền hình nào đó của Đại Hoa Quốc. Tu sĩ Đại Hoa Quốc lại ra tay đánh tu sĩ của chúng tôi với Saro chấp hành nhiệm vụ. Đây là hành vi cực kỳ vô sĩ. Hành vi của các anh là trong thông đồng làm bậy với Đức Quốc Ansaru. Thông đồng làm bậy, các anh có biết dùng từ gì không vậy? Nên do các anh Ansaru đến gây chuyện, bị mấy vị sư thúc của tôi từ đó câu cá gặp phải, dây dối cho một trọn. Vũ khí sát thương quy mô lớn, chuyên đấu miệng của anh đảo sốc hạng 12 địa bản. Thi thiên trường, việc này cũng thật là thảm hại các anh ạ. Còn thông đồng làm bẫy với nhau, mày làm trợ tôi chi diện tới cho các anh cũng không ít. Nên như các anh đã tự xưng là cái yếu, vậy thì cũng nên dùng con người mà liền thủ thì tích hợp hơn nhỉ. Hay là tôi dạy cho anh một thành ngữ mới: bố liên thủ, cha báo vợ. Thế nào, không cần phải thông đồng làm bẫy nhỉ? Thật quá,
Thì mở đầu anh đừng có bắt nạt người quá đáng. Bình tĩnh đi, các anh đến chương trình của chúng tôi để phốt chúng tôi. Lấy nó không phải bắt nạt người quá đáng sao? Chuyện này ấy mà, vốn là... Hả? Vì quá nhai. Người đàn ông đó đã trở về rồi, người đàn ông đó đã trở về rồi nè. Nước bọt văng tung tóe, các anh có biết hay không? Các người muốn đánh thì đánh đi, không đánh thì cút. Ông này không tiếp nữa. Đạo diễn tính tiền. Hả? Sao lại không diễn nữa? Sau ở trong mạc nào đó tây bắc của Đại Hồ Quốc, vẫn đang điên cuồng nịnh quái sư phụ. Bọn ngồng đại trưởng, cẩn thận. Kiếm khí này sao có thể? Sư phụ, tiểu thắng. À, sư phụ à, con thực sự không phải là do người khác đóng giả đầu. Con không phải là tầm mà hay gì đó hóa thành đầu. Ta đang xem còn có vết thương ấn hay không. Kỳ lạ, vị sư hoàn toàn không nhìn được tù vị của con nữa rồi. Sư phụ à, hiện giờ con đã là thiên phụ cảnh đỉnh phong viên mãn rồi. À, nửa bước nghiến anh rồi. Hả? Con? Lần này đúng thực là vì sự không thể dạy nổi con nữa rồi. Thanh kiếm này lạ quá. À, sư tỷ à, không được động vào đâu. Tiểu thằng vô linh kiếm của con tán ra đầu vần à. Vì giờ vần tiên tự đó hiện giờ đang ngủ sâu trong kiếm. Tình hình cơ thể là như vậy đó. Sau khi vương thần giải thích tất cả, hóa ra là như vậy à. Vậy nên con mới có thể sống sót. Đúng thế, giờ vần không thích giao lưu với người khác. Chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết là được. Tiểu Hiền à, con đã biết tiểu thần không sao từ lâu. Con đã nói rồi mà, có ai tin con đâu. À, về là tốt rồi. Đây là điện thoại một duy nhất. Ấn nút trên đỉnh là có thể mở ra màn hình. Các con lên mạng xem trước đi. Mấy năm nay thế giới bên ngoài đã thay đổi không nhỏ. Ấn ở đây nè, đúng thế này. Wow. Tu sĩ đại hồ hạ anh đào đại chiến. Đi ấn tông là xuất khí mặt trận. Khỏi nghiên khí trong lãnh thổ đại hòa. Đưa ra công pháp tu luyện phổ biến mới. Giới hạn huyết mạch đại hòa quốc lại có thể tu hành, có thể kéo dài tuổi thọ. Nguyên khí đại hòa càng ngày càng nồng đậm, thuốc yêu mà quy quái nước ngoài tới. Qua nhiều hơn 10 năm trôi qua, mình đã không theo kịp cái thời đại này rồi. Đau lòng tu niệm vườn đào nghỉ đông, trốn hy sinh 10 năm. Ba điểm cái tình niên ưu anh tuấn với đạo tiền nền, học theo vương phi ngữ đạo trưởng. Phi ngữ hồn bất diệt, kiếm ngữ vĩnh viễn đi theo thảo luận. Mấy điểm tương tự giữa anh hồn ngày này, tỷ vi ngữ và anh hồn một trong truyền thuyết thần thoại tiêu nà nà chọc. Hồi chết yếu, tốn phí kim tụ qua đời. Vì đó cho mọi người nhớ tới còn mà mấy năm nay chính phủ đã tốn không ít tâm huyết. À đúng rồi, con đã gọi điện thoại cho bố mẹ chưa? À con gọi rồi, con thấy rất là có lỗi với bố mẹ. Để cho họ vừa lo vừa đau lòng. Cây muốn lần mà gió chẳng ngợt. Con muốn nuôi mà cha mẹ chẳng chờ. Tiếp theo, con yên tâm về nhà một thời gian đi. Có việc gì thì tạm thời cũng không tới lượt con. Sư phụ, liệu con có thể thay đổi sư tỷ không? Hả? À, Tiểu Hiền à, sư đệ, con có lời muốn nói với con kìa. Sư phụ, người tính cớ con. Thôi vậy, vậy cố sức thôi. Sư tỷ, chúng ta sau này con ngồi ở tu hành đi. Vì cho mình cơ hội lại không biết đường mà dùng thì là tức quá. Sợ bày mồi sẽ trước muối ắt sẽ có đường mà lời tới miệng cưỡng ép lại sữa. Nói đi Tiểu Thắng, mấy năm nay con bị nhốt kiếm đầu không bị giảm xuống chưa? Những người khác thì vẫn ổn, đặc biệt là nhận chi kiếm đạo đã tới cảnh ngự kiếm cảnh rồi.
Có điều ly giải về tự vị thiên kiếm dường như đã rơi vào nội thất của cổ trại, có lẽ còn ngồi sát tờ với các thù mới được. Hiện giờ quả thật là chúng ta có không ít địch mạnh, có điều trong nước thì cũng tốt hơn chút. Năm đó các cổ tù đưa ra từ địa phủ, người không sát nghiệp đều có thể cầm chớ. Hiện giờ bọn họ lại chịu giám sát của chính phủ, ngon ngọn ở các sườn mộn làm thái thượng trưởng lão. Những người này luôn là quẻ bơm hàng giờ, có điều cấm chớ trong tay chính phủ thì chắc chắn chính phủ sẽ không để cho một tốt cao thủ như vậy không dùng tới nhỉ. À không sao, để tự vị của chúng ta tăng lên thì không cần lo bọn họ sẽ gây ra hỗn loạn. Sư phụ à, ý vừa nãy của người là nước ngoài vẫn còn là kẻ địch mạnh. Đúng vậy, hiện giờ xung quanh chúng ta đều có rắc rối cần phải giải quyết cấp. Uy hiếp lớn nhất chính là mấy chủng tộc trong truyền thuyết. Hai chủng tộc truyền thuyết nổi tiếng nhất các cô đã nghe nói là Ma Cà Rồng và Người Sói. Tuy bọn họ cũng hệ thống tu hành, nhưng mà thứ mạnh nhất lại là nhờ huyết mạch. Trước đây ta giao đấu với một người sói thì thắng, nhưng mà hơi tốn chút sức. Về sau ta mới biết tên người sói đó được xem là một nhân vật lợi hại. Có điều gần đây người sói bị Ma Cà Rồng chèn ép đã không có hậu nhân khó đối phó nữa. Để con được phải nghiền ảnh thì có thể đi thách đấu bọn họ tạo chút uy hiếp. Mà bên ngoài có rất nhiều cầu thủ bản lĩnh rất là thú vị, đi mở màn tầm mắt đi, thuận tiện đưa sứ tỷ còn đi ngào du ngoạn thế giới. Được bao ăn bao uống cái vụ này hay nha. Mọi người, tôi đã quay về rồi. Ôi vào trời trưởng à, anh không sao là tốt rồi, anh không sao là tốt rồi. À mọi người à, lâu rồi không gặp. Ôi gì đà Phật, tôi đến đó phi ngữ sao có thể đăng xuất trái đất sớm như vậy chứ. Không ngờ anh kéo dài 13 năm mới đẩy máu sống lại. Phi ngữ à, anh phải nói cho rõ mấy năm này rốt cuộc là anh đã đi đâu. Phi ngữ, cái tưởng kỷ niệm của anh phải làm sao đây, lát nữa có còn tôi đập giúp anh không? Chính là một bức tượng nằm đó làm ra, nhưng là bia mộ cho cậu đúng là nên đập đi. À, tôi gọi về bảo người trong tộc giải trừ xử lý bọn xui. Anh thân của tôi ở đâu, anh thân ở đâu? Anh thân à, tôi nhớ anh chết được, anh thân. Ây da, ui chà, tôi phải báo về sự đệ xấu xa được phải đánh bì. Tôi là tí tốt siêu cấp vô địch nè. À sư tỷ à, là tôi mà, tôi là phần cứng số 1 của anh thằng à, tiểu thi thi đấy mà. À đi thôi, chúng tôi đi xuống trước rồi nói. Anh hùng chưa chết liệt sĩ đã quay về. Anh hùng chưa chết thì liệt sĩ quay về, tiên chúc rượu mừng thọ vì ngữ đạo trưởng đã trở về. Tiếc tiếc, quỳ đồ ăn. Sao cái tiêu đờ này thiệt tình, nhiều nó không gặp mọi người đều đã trưởng thành lên rất nhiều. À 13 năm, mọi người cũng chỉ là tu hành thôi. Người khác thì tôi không biết, nhưng mà hiện giờ thiên trường đáng tin nhiều hơn rồi. Đúng thế, sở trường của anh ta cuối cùng đã tìm thấy chỗ phát huy. Sở trường gì? À, là chữ người cả nhậu nói tục nè. Mấy năm nay chiến tích đấu võ miệng của chúng tôi tới anh đảo không thể thiếu công của thiên trường. Đây là việc tôi nên làm mà. Đồng thời mấy mà các đạo trưởng phát huy xuất sắc, chúng ta mới chiếm được cái thượng phong tuyệt đối. Chưa quên, quên còn sống thật sự tốt quá. Nhóc nhóc ngày đó giờ đã thấy da đuổi thịt, trở nên giống một sư thúc rồi. Mấy năm này sứ tỷ vì Quỳnh chiêu khô không ít đâu. Lần này trở về đang có phù tỷ ấy đấy. Giờ Quỳnh về rồi, hai người đến tu hành thanh chính qua rồi đây nhỉ? Hả? À, đang cố gắng. Huy lời trước đó, mũi ấy trở nên giống sư phụ rồi.
Muội đến vừa đồng lúc, ta có vài chuyện con muội giúp sư tỷ. Ở chuyện này sư huynh tự làm là được rồi, vì sao phải bảo muội đi? Muội hỏi giúp huynh vậy. Môn năm 18. Sư tỷ à, có chút chuyện muội muốn hỏi tỷ. Sư muội cố lên. Đi thằng, cậu có thể trở về là tốt. Sư phụ, sư tỷ, cậu trước đi rất đau lòng vì cậu, đã khiến cho sư nương lo lắng rồi. Mấy năm này không thay đổi gì, lần này trở về có nhu cầu gì không? Mọi điều kiện đều có thể nói thẳng, vì chúng tôi cũng không biết nên thưởng cậu thế nào. À, nếu như vậy sư nương có thể bảo viện nghiên cứu là một bao kiếm câu nghệ được không? Cái hộp mà kép đều không tiền gì lắm. Nếu như có điều kiện cho phép thì lại tạm thời mấy cái thanh kiếm vô linh để con giữ lại ở phòng trữ. À đúng rồi, con cả điện thoại phổ biến gần đây, áp pháp khí trừ đồ cố gắng là lớn chút nha. Cái lỗi đang dược nè, phụ lục gì đó xem tình hình thì đỡ một cái vào đó là được rồi. Vương Thăng hiện giờ đã là tu sĩ thiên phụ cả đỉnh phòng. Chính phủ thì chắc chắn con sẽ cố sức lôi kéo cậu. Con cả, tiếp theo con có lẽ cần tốn tiền. Nhưng mà cậu ấy chỉ có một vài yêu cầu đãi ngộ của tu sĩ thiên phụ cảnh bình thường. Như vậy thì giữa mặt mũi cho chính phủ là uyên chuyển từ chỗ rất nhiều chức vụ và trách nhiệm. Tiêu thằng quả thực là đã trưởng hình thành không ít. Đây là tiền tiêu vật sư nương nữa, không liên quan tới nhà nước. Lắp đặt thẳng ở trong điện thoại thì ý dùng. Thời gian thì cũng đã tương đối rồi, chúng tôi phải quay về. Cảm ơn sư nương, tạm biệt sư nương. Sư huynh mới về rồi à, nghe ngóng được gì không? Sư tí rõ ràng à, đã hiểu rõ các bước trước ông mời, sau đó thì là việc cặp đôi sẽ làm. Nhưng mà những chuyện sau hồn mồi thì dường như tí ấy không hiểu lắm. Hơn nữa không phải là hủy liền đã mặt, mà là hoàn toàn mù tịt. Chuyện trên sư tí đọc mấy năm này đi đâu hết rồi ta? Sư huynh chắc không phải là huynh muốn. Hả? Sao vậy được? Đừng có nghĩ linh tình. Ta nhìn người giống cầm thú như vậy sao? Tỳ phi ngữ ở đâu? Hả? Tỳ phi ngữ đã tiến nhớ người chết đi được. Tỳ phi ngữ tốt, đại lão bố túc cho sư tỷ đã xuất hiện rồi. Hồi tỳ phi ngữ làm đại tỷ ta nhớ chết đi được nè. Ý không may, đại tỷ còn muốn chết hay là muốn tôi chết vậy? Sắp đụng rồi, mình hoặc là xấu hổ chết hoặc là bị sư tỷ đánh chết. Điển hình. Chà đại tỷ, cô đã chịu kích thích gì sao? Đúng thật là người vậy mà ngươi lại chưa chết, tốt quá rồi. Có điện thoại thật là tốt. Trời không nhận tôi, đất thì cũng chụp không chứa tôi, thì chỉ có thể về đây thôi. Ôi đáng yêu quá đi. Tiểu Hiền Hiền à, đừng có gãi tà ngứa quá. Ngứa quá đi. Bữa tiệc kết thúc thì sau khi tôi hành lễ tạm biệt sư phụ thì sư nương lại tạm biệt những người khác. Liên công xuất tỷ và đại tỷ là máy bay về nhà. Mà trước lúc này thì tôi không quên gọi điện thoại cho bố mẹ. Bố mẹ? Không phải, con đã về rồi sao? Bởi vì con đã trở về, bố cảm động cũng không được gì sao chứ. Bị nhốt 13 năm ở thế giới bên ngoài, đứa tướng tôi đã chết, mà đương nhiên bố mẹ đã lòng tuyệt vọng rồi. Chứ dù là sư phụ và bạn bè của tôi thỉnh thoảng cũng chỉ tới thăm, nhưng họ vẫn đau lòng. Về là tốt rồi. Về thì ở nhà thêm một thời gian, đừng có cháy bên ngoài nữa nha con. À tiêu diệu đừng có trốn nữa, cho anh con đi. Ý, đây là em gái sau khi lớn lên á. Không hổ danh là em gái của mình, xinh đẹp linh hoạt ngũ quan đầy tình xảo. Sau này chắc chắn không ít người theo đuổi đây. À cái đó, hay anh là Vương Thăng. Tiêu diệu lần đầu gặp. Lần đầu gặp anh. Mấy năm nay anh có chút chuyện phức tạp đã bỏ lỡ thời gian trưởng thành của mấy năm của em. Sau này anh sẽ bù đáp lại cho em. Nào, chị này lên sức tỷ của anh. Em cũng có thể gọi cô ấy là chị dâu.
Ai đều phát triển như vậy đã có con đời sau, sao lại có là tóc bạc chứ? Hả? Wow, cháu gái ngon, ông nội sẽ đi mua quà cho cháu ngay. Ông nội, cháu muốn mấy cái trò chơi mới ra, con cá rất là nhiều kem. Ôi, rất nhiều cô tây nhiên, chiên và cô ca. Ngoan, ông bà nội mua cho cháu hết. Cùng lúc này, không phận xà rùa phía bắc Đại Hòa Quốc. Đi khoan, Siri Sao Ly. Vậy mà phi ngựa đạo trưởng lại chịu chết à? Ừ, cái gì? Chính là phi ngựa đạo trưởng cọ sát với cô ở buổi giao lưu quốc tế năm đó. Anh ta vẫn chưa có chết, cô xem đi. Ừ, không ổn. À, xin hỏi làm sao mới có thể kéo gần khoảng cách với một cô bé 13, 14 tuổi? Anh lại đợi rất gấp. À, thì giờ gần đây em thành tích thế nào? Ừ, cũng được ạ. Ôi trời ơi, hỏi cái câu ngớ ngẩn gì mới chơi, 13 năm không gặp đó, hỏi cái gì hay hay chút đi chứ. À, làm sao đây, làm sao đây? Ý, chuyện đó anh trai, anh là tu sĩ lợi hại lắm sao? Ừ, cũng được, em có hứng thú với tu đạo à? Cũng được, mà thể dục giữa giờ ở trường chính là công phu, công pháp tu đạo. Nghe nói, nếu như thầy cho khá thì con được chọn đi tu tiên. Ôi, bố mẹ không cho em đi tu hành. Kỳ lạ, mấy năm nay xuất hiện không ít tu sĩ quanh tiểu diệu mới đúng chứ? Ít nhất thì chắc chắn sư phụ cũng từng có suy nghĩ bồi dưỡng tiểu diệu. Vì em ấy, vì sao mấy không tu hành? Cũng không nói cho không không cho mà mấy vị tu sĩ thường tới nhà chúng em. Chúng ta từng nói là muốn đưa em lên núi tu hành. Mấy năm trước bố mẹ cũng từng hỏi ý kiến của em, nhưng em sợ bố mẹ trở thành người già cô đơn nên em không đi. Xin lỗi, đôi vì năm nay mấy năm nay xảy ra chuyện mới khiến em có áp lực lớn tới như vậy. Anh xảy ra chuyện, anh chỉ biết hình như anh đã từng là anh hùng của thế giới. Ừ, làm gì lớn như vậy chứ? Không sao, giờ anh đã về rồi, sẽ ở bên cạnh mọi người nhiều hơn. Chứ lúc đó thì đi chơi thôi, chơi cùng em kia đã. Wow, được đấy anh, ngầu ghê đấy. Cái này chắc chắn có thể giành được quán quân. Tôi thể hiện. Hả? Ui, tôi thể hiện á? Anh là cái gì? Anh bị nhốt lâu quá, có chút lệch lạc với xã hội hiện giờ rồi. Ừ, đây là chương trình giải trí tu tiên. Mấy năm nay siêu nổi luôn đó. Anh có hiểu cũng không sao, em phụ đạo giúp anh là được rồi. Nhưng mà anh này, sư tỷ của anh thực sự là chị dâu em sao? Điều kiện của chúng ta cũng không chỉ màu thở, sao anh theo đuổi được người ta vậy? Hồi trẻ còn hiện giờ sao lại biết nhiều quá nhỉ? Nè, hai đứa đừng có chơi ở bên ngoài nữa, mau xuống dưới ăn cơm đi. À vâng, bị nhốt 13 năm, có thể thấy bố mẹ khỏe mạnh đương nhiên tôi rất vui. Nhưng mà điều khiến tôi vui hơn nữa là trong thời gian ngắn khoảng cách của tôi với xích tiểu diện đã lại gần hơn. Tổng báo tin tức quốc tế, một chiếc máy bay chở hành khách khởi hành ở thủ đô Xà Rộ nghi ngờ gặp phải khủng bố tấn công, nổ vỡ vụn. Mà sở dĩ tiểu hiện có dáng vẻ hiện giờ chỉ đơn thuần là vì thấy hơi căng thẳng. Thật ra tính cách cũng rất là vui tươi. Hành khách trên phi đoàn ở trên máy bay có 192 người xác định là tử vong, còn lại đều là trạng thái mất tích. À, mấy năm nay bên ngoài sao càng ngày càng loạn gì ta, trái lại chúng ta càng ngày càng yên bình. Nhiệm vụ khẩn cấp à? Hiện giờ có nhiệm vụ có thể làm thế này. Nhiệm vụ khẩn cấp cấp S. Các vị đạo trưởng có tự lực xác định trình cấp S. Nếu có ý tiếp nhận nhiệm vụ này mới ấn nút màu xanh ở bên dưới. 2 tiếng trước có một chiếc máy bay khởi hành từ quốc tế Xà Rồ bị thế lực bên ngoài tấn công. Đã có tổ chức khủng bố đăng bài thông báo lần tấn công này. Đánh chủ nghĩa khủng bố của quân đội có thể tổ chức một chiến đấu do chúng ta đã bị thành lập. Nhưng liên quan tới chuyến bay lần này là cả 2 bí mật liên quan tới mật thiết với chúng ta. Thứ nhất, có 2 vị tu hành của đế quốc các làng trên chuyến bay này tạm thời không thể xác định được mục tiêu đối phương. Có phải là bọn họ hay không? Hiện giờ, nhưng theo như tình báo phản hồi
không bị tổ chức khủng bố bắt làm tù binh. Thứ hai, trên chuyến bay lần này lại có 3 món cổ vật cấp quốc bảo mà họ là muốn trả lại cho đại học của chúng ta. Hiện giờ đã không biết chút tin tức. Hai vị tu hành này và 3 món bảo vật đối với chúng ta mà nói đều có giá trị cao. Tiếp nhận, họ từ chối. Quốc bảo à? Ừ, có nhận không? Ơi, từ chỗ đi ăn cơm ăn cơm. Hiện giờ con vừa mới thoát khỏi nguy hiểm. Tiếp theo, con với tu diễn mấy năm. Chuyện gì cũng không thể làm phiền, cứ cờ họ xử lý đi. Diễn đàn liên minh chính khí nên tặng tư vấn tu đạo phi tiền cát. Thời gian 13 năm, quản lý của chính phủ với tu sĩ đã càng ngày càng hoàn thiện rồi. Vốn còn lo là phi tiền cát chuyên ban hành nhiệm vụ cho tu sĩ sẽ bàn ra mấy cái nhiệm vụ có ý định xấu. Nhưng mà có sư phụ lại đảm nhiệm các chủ, có lẽ sẽ không có vấn đề cái kiểu này xảy ra. Thì vì ngự à, đưa cái nghiên cứu nữa nhìn qua đi đánh bà đi. Xem bóng đề tiêu thự, hôm nay thắng hết mọi người đây. Cơ tiền không tốt hay là đổi qua cái khác đi. Đáng dược, vẽ rùa lên mặt. À, cũng hay vẽ rùa lên mặt à, không phải là biết cái chữ chính trình chân sao. Đại tỷ à, cuộc sống dân cư mận 13 năm nay của cổ rút của đã xem những gì vậy trời. À, phòng giờ này đó mấy đứa nghỉ ngơi hay là tu luyện. À, chú ơi, cháu ngủ chung với tiểu diện để cho hai người họ ngủ chung. À, cảm ơn đại sư tỷ giúp đỡ. Chú, tuổi của cô đã làm bà nội của bà nội của bà nội của tụi anh nhấy. Giờ đã nhận ra không phải là cháu nội rồi sao? Việc ta có thể làm được là đã làm rồi. Chuyện còn lại dù bản thân cậu đi nhà. Cảm ơn đại sư tỷ đã giúp sức giúp đỡ. Nếu như không thành công, tự tiết kiệm mạch. Chàng trách bộ dạng này của ông anh vẫn có thể theo đuổi được sư tỷ. Hóa ra là có trợ giúp à. Cuối cùng đã tới lúc này. Hôm nay mình nhất định phải bắt đầu bước đầu tiên trong cuộc sống của cặp đạo lữ chính thức với sư tỷ. Sư tỷ chúng ta hết hồn. Yên tội có sư phụ. Không thể nghe. Hai đứa đã đọc tin mới vừa rồi chưa? Chính là cái tin về việc máy bay xà rồi xảy ra chuyện á. À, có xem rồi, chúng có còn nhận được nhiệm vụ do phi tiền bán cá ban hành. Sư phụ à, có phải đã xảy ra chuyện rồi không? À, xảy ra chút sự cố nhưng mà không còn cái còn ra tì. Tiêu thằng, con còn nhớ được kim sĩ có cách làng để quốc gia đối với con không? Có chút ấn tượng. Hơn 100 năm trước, chúng ta có không ít quốc bảo lưu lạc ra nước ngoài. Trong đó lại có ba thứ bị gia tộc của cô ấy lấy được. Vì hiện giờ hai bên chúng ta còn là quan hệ liên minh, gia tộc cô ta định trả báo vật lại cho chúng ta. Đã tránh thế lực thù địch truy sát, bọn họ ngụy trang suốt dọc đường. Không ngờ trên đường đi vào vòng xà rồ lại xảy ra chuyện. Hiện giờ tiên đội cứu viện thứ nhất đã đi tìm kiếm tung tích của bọn họ. Sư phụ à, thứ bọn họ tống là bảo vật gì vậy? Hình như chính phủ rất là lo lắng. Ba món bảo vật muốn là được đặt ở bảo tàng địa quốc Cách Làng. Trên tư liệu nói là một viên xá lợi tử, một cuốn cổ đạo kinh và một cuộn truyện tranh. Nhưng mà thứ giá trị nhất ở trong đó là cuốn cổ đạo kinh đó. Hình như là ghi chép đạo vàng tương đương với tiền bìa. Mà 6 tiền bìa đi theo vào vòng tiền tử cùng về trái đất nằm đó. Viện nghiên cứu đã tu đạo vẫn không ngừng tìm hiểu giải nghĩa về nó. Hiện giờ đã xuất hiện manh mối, phương diện chính phủ đã coi trọng. Ồ, hóa ra là cây đô à. Thì thằng à, hình như con có hiểu về mấy cái tấm bìa đó. Ở trong thế vào vòng tiền tử đã từng nhắc cái chuyện ở trên bìa với con. Điều có thể chắc chắn là muốn làm rõ nội dung của 6 tấm bìa này, con phải thiên phú và ngộ tính. Mà là cảnh giới tự vị như là tự vị đại đế. Ờ, hóa ra là như vậy à. Mức quan trọng của chuyện này lần này có thể hạ xuống 2 bậc. Ngày mai, con quay một video giải thích đại khái, ta chuyển cho viện nghiên cứu. Lần tức liên lạc với tiểu đội có viện thứ nhất là nói là... Nào đi! Tiểu thằng Tiểu Hiền,
Nhà đến đây khải trí. Hả? Gì gấp vậy? Về sự hiền diệu của tình bìa đó, phải ở trong lần trò chuyện nào đó với Gia Vân tôi mới biết được. Tin tự à? Vì sao âm dương công bằng của sư tỷ tôi là khó tu thế? Tam thang tượng bàn bổ nguyện lục đạo cho thiên đình, đạo âm dương lưỡng nghị là một trong số đó. Sáu vị đã cùng bị đưa về từ nguyệt cùng với ta, chính là bổ nguyện lục đạo đó. Sáu tấm bìa đó là càn nguyên của toàn bộ hòa loạn. Năm đó chính là vì phụ thần nắm được hoàn toàn đại đạo thì mới trở nên điên cuồng. Sau này thì từ vị đại đã hy sinh tính mạng. Đột lại tâm bì đó cũng chỉ có một số ít người có thể nhìn thấy được phần nhỏ của huyền cơ. Có lẽ ban đầu vì từ vị đế quần nhìn thấy cuối cùng cô thiên đình đã chiến bại nên mới đưa tiên bia về cùng thi thể vị tà. Nhưng mà sau đó đại đạo đó cũng không hẳn là quá bất phạm. Đạo của bản thân thì mới là nền tảng cho tất cả. Cố gắng tu luyện đi. Sáu tấm bìa ẩn giấu đại đạo vũ trụ, quả thật không vài thứ mà chúng ta quý hiện tại có thể chạm tới. Nhưng mà không ngờ thứ xa không tẻ với này, không thể với tới này, lại gây ra xung đột quốc tế. Hơn nữa sư phụ lại tức giận tới như vậy, lẽ nào thực sự đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao? À, tiêu thần hạ, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện rồi? Chuyện này lần này dường như có chút nghiêm trọng mà sư phụ tôi hiện rất rõ rất tức giận. Hai bọn con cũng không tiền suy nghĩ ở lại. Tuy không muốn các con dẫn thân vào nguy hiểm, nhưng mà việc các con làm hiện giờ có ý nghĩa. Nếu như có thể cống hiến chút sức bảo vệ cho quốc gia, cũng xem như là không uống bản lĩnh mà bản thân học. À được rồi, mẹ hiểu mà, con trai yên tâm đi. Dẫu sao thì bố mẹ cũng không cần quá lo lắng về con. Chuyện lần trước, chuyện lớn như vậy còn không sao, con trai mẹ mãn lớn mà. Ôi, mẹ, đời tì à, cô ở đây chơi mấy ngày? Hay là về biệt thự đợi tin của chú tuổi? Hai người muốn đi đánh nhậu thì chắc chắn phải dẫn thiệp tà. Mà hai người đi trước đi, tàn cơm xong đuổi theo sau cũng không sao. Chưa tỷ, đó đứa tỷ hiếp bày nhé. Ừ, đi thôi. Nhà thế, thực lực của tên này bắt đầu khiến người ta không nhìn thấu được nữa rồi. Anh trai của tôi lợi hại như vậy sao? Ai thường thôi, so với Thanh Lâm đạo trưởng năm xưa thì còn kém xa. Cũng không thể so như vậy, tính theo tuổi tác thì quá thật hắn khá lợi hại. Được rồi, ta còn không đi thì mất dấu bọn họ thôi. Cảm ơn đã tiếp đãi để giải quyết xong chuyện này. Ta lại cùng tiểu phi ngữ qua ăn chùa, uống chùa. Đi thông tả luôn hơn ngân. Ôi đúng là tiền nhân. Mẹ nói xem, còn nhóm tóc màu bạc giống đại tỷ cấp phải là đính lắm hay không? Hả? Mau nghiệt à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao sư phụ tôi lại tức giận thế? À, còn lâu trước đó thì hơn 600 tu sĩ nước ngoài tiến hành phục kích đội cứu viện do bên ta cô đi. Tên huống cụ thể thì tôi đã gửi video cho anh. Anh xem xong sẽ hiểu. Nghiêm chính nam giáo quan xuất sắc của tổ chức tổ chuẩn bị chiến đấu đặc biệt của Đại Hồ Quốc. Tu sĩ đạo môn hạng 62 thiên bản. Người muốn chết hay là muốn sống? Khắp người tôi bị thương, nhưng đáng tiếc chân và xương sống không bị thương. Nếu cho các người chiến thì tôi tự chiến là được. Mấy lời sỉ nhục này, tưởng rằng tôi còn biết các người dự tính gì sao? Tự chiến làm gì dở dàng như vậy? Ngươi là con cá lớn duy nhất trong bố trí trận này lần này của bọn ta. Chà, đạo quốc quả thực là tình thợ tinh phát triển quá mạnh, đây chính là bước thứ nhất. Cổ đã các người quỳ trước liền quần chính nước thế nào thì hôm nay phải quỳ lại như thế. Tớ là nghiêm chính nam, ngươi chỉ cần nói một câu xin tha mạng thì không cần nhẫn nhịn nỗi đau cắt chi. Mở miệng xin tha có lắm hay sao? Bọn ta cũng chỉ là một đoạn video tuyên truyền ra bên ngoài mà thôi. Ta quỳ bà mày đi. Sơ tỷ, đúng như là sư phụ nói, đây chính là khỏi chiến.
biên giới Đại Hòa Saro. Tu sĩ Đại Hòa đúng là phế vật. Hả? Kiếm thuật. Không đúng, là kiếm ý. Là vị tiền bối nào tôi giúp đỡ? Chư tỷ sẽ đưa người tới chi viện nhận thôi. Trước lúc đó mình phải có sức giảm số lượng kẻ địch mới được. Mượn giả của anh Đạo Quốc, kỳ sĩ châu Âu thời Trung Cổ. Đàn ông vòm vỡ mặc đồ nghi trang, nửa người nửa thú, mặt xanh nanh nhọn. Chiến sĩ bộ lạc mặc già thú, cảm giáo dài, có một đô quỷ hụt máu, tướng mạo xấu xí có cánh. Tính toán hòa loại, ít nhất có hơn 10 thế lực thù địch khác nhau. Hơn nữa, những người này rõ ràng là đều đang nhắm vào Hoa Quốc. Nếu đã như vậy thì các người ở lại đây cả đi.